Ngày 19 tháng 12, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông xảy ra trên đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Một người đàn ông đi xe máy đã ngang nhiên chặn đầu, ép lùi một chiếc xe ô tô công vụ, biển xanh đang hú còi trên đường đi làm nhiệm vụ. Trong đoạn clip được đăng tải, thời điểm diễn ra sự việc tuyến đường đang ùn tắc. Xe ô tô công vụ đã hú còi, bật đèn cảnh báo yêu cầu các phương tiện nhường đường. Tuy nhiên, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số Hà Nội đã cố tình chặn đầu chiếc xe công vụ. Người này sau đó còn dùng điện thoại ghi lại clip. Theo người dân có mặt tại hiện trường, người đàn ông đi xe máy cho rằng xe công vụ đi ngược chiều nên đã chặn lại. Trước tình huống bất ngờ, chiếc xe công vụ đã phải lùi lại rồi chuyển hướng. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng cho rằng hành vi của người đàn ông đã gây mất an toàn và cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định có 5 loại xe được ưu tiên. Cụ thể, các xe ưu tiên khi di chuyển theo thứ tự gồm xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, đoàn xe tăng. Các phương tiện khi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn cảnh báo theo quy định, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Trường hợp thấy tín hiệu của xe ưu tiên thì người tham gia giao thông bất kể đang di chuyển từ hướng nào tới đều phải thực hiện nhường đường cho xe ưu tiên. Đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ thì sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, cũng với hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.